Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft sinh tồn, nhưng không phải là Minecraft sinh tồn bình thường đâu nha, mà là sinh tồn trốn thoát khỏi bầy ong đáng sợ. Trong lúc chúng ta sinh tồn, cứ mỗi một phút thì sẽ có một đàn ong xuất hiện và tấn công chúng ta, khoảng 10 con ong, và như vậy cứ 10 phút thì sẽ có 100 con ong. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải chiến đấu với đám ong đó và sống sót đến cuối cùng. Nghe có vẻ thú vị rồi đúng không nào? Và bạn nghĩ rằng là ba bọn mình, Simmy, Phong Cận và Sammy, ai sẽ là người sống sót đến cuối cùng đây? Và các bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút like cái video này và comment kết quả mấy bạn nghĩ ở dưới phần comment nha. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Let's go. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Rồi, bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Ê yo, what the fuck? Ôi, 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 chưa kịp sẵn sàng cái gì luôn mấy má ơi. Ôi, 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 trời, 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 trời. Trời ơi, vừa mới vô thì mấy con ong xuất hiện rồi. Như hồi nãy đầu video thì chắc các bạn coi tôi hướng dẫn trò chơi, chắc các bạn cũng hiểu đúng không? Trò chơi này sẽ là trò chơi sinh tồn. Trong vòng 15 phút, Phong với Sim với Sam á là sẽ phải sinh tồn, trốn khỏi mấy con ong này. Người nào mà bị chết nhiều hơn là người đó thua, hiểu không? Ok, hiểu. Chưa gì Sammy vừa mới xuất hiện vô cái là Sammy bị có mấy con ong cắn chết luôn. Trời ơi, mệt quá. Bây giờ tôi sẽ đi lấy gỗ trước. Sim ơi, bây giờ chị nghĩ là bây giờ em cứ tạo kiếm sẵn với em rồi sẵn sàng chém mấy con ong vô duyên này. À quên quên, có này tôi quên nói với mọi người nè, đó chính là mọi người chế tạo kiếm đi. Bởi vì nếu mọi người tiêu diệt con ong á thì mọi người sẽ được vật phẩm từ con ong, hiểu không? Kim cương hoặc cái gì đó, kinh khủng lắm. Tôi tạo rìu trước, rìu mà nó ơi, con ong đi. Mấy con đi. Mấy con xuyên. Mấy con xuyên rồi. Ui ui ui. Ai da, mấy con này xuyên nhanh như vậy. Trời, tôi còn chưa kịp chế kiếm luôn á. Tôi đang chế kiếm nó cắn. No, đừng đừng cắn tôi, đừng cắn tôi, đừng cắn tôi, đừng cắn tôi. Để từ đi chế kiếm đã. Đánh một con ong. Đừng cắn đó. Chết rồi. Chưa kịp làm cái gì luôn á trời, quỷ ơi. Nó cắn luôn cả cái đồ bàn chế tạo luôn mà. Mình có cái giày nhưng mà mình sắp tỏi rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Không xong rồi, không xong rồi. Vừa mới vô chết hoài à, tôi phải làm cái kiếm nhanh 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 nhanh. Không làm được luôn á. Trời ơi trời, cái gì nó nhiều dữ vậy? Từ mới chạy xa thôi. Hiện tại là đã được hơn 1 phút trôi qua rồi đó Sam ơi. Chúng ta chỉ còn 14 phút nữa thôi. Trời, 1 phút tôi còn chưa làm được cái gì chứ 14 phút làm gì trời. Ây da, mấy ông xuất hiện nữa rồi. Trời ơi, bọn nó đông quá trời đông luôn á, đầy trên trời luôn kìa. Tôi cần kiếm đá mấy bạn ơi. Oh my god. Đây 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 đây, tôi phải chế tạo tôi một cây kiếm. Cái kiếm ủa này. Chết rồi, lâu quá không vào Minecraft quên cách chế tạo rồi. Đây cái kiếm rồi. Ok, còn ông đâu? Kiếm. Còn ông đâu? Còn ông đâu? Đây đây, thấy một con như này rồi, để tôi giết nó lấy vật phẩm. Trời ơi. Mày. Mày lại đây, lại đây. Trời ơi. Lại đây. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời trời, tôi giết có một con ong thôi, tôi nhận được quá trời đồ luôn mọi người ơi. Trời ơi trời. Đây tôi sẽ lấy sắt để tôi chế tôi thêm cây kiếm nữa. Trời ơi, đồ xịn, đồ xịn. Ây da, ây da, ây da, mấy ông xuất hiện rồi. Ây da, mày ông, mày ông có cho tí đồ ăn nào được không? Cho tôi xin ít đồ ăn đi ông ơi. Ông ơi, ông ui, ông. Ui, biết cái gì mà. Trời ơi, biết. Ui, đâu cái gì? No. Mà ông phải chạy liên tục, không được đứng. Không được, không được, không được đứng gì ông, cho nên phải chạy thôi. Trời ơi, mới vừa lụm được một đống đồ xong bị cắn chết nữa rồi. Mấy con ong này thiệt chứ. Tôi phải tính trước cái thời gian mà cái gì ta, mấy ong nó chuẩn bị xuất hiện là tôi nhúng vô nước liền, nhúng vô nước liền. Ờ, hay hay hay, chui xuống nước được, hợp lý á. Nhúng vô nước, nhúng vô nước. Ê, đây đây đây, đồ của tôi, đồ của tôi làm rơi, đồ, đồ. Trời ơi, có con sắt, con sắt. Ây da, có giáp, có giáp rồi. Ú, có giáp, có giáp, bay con rồi, mà sắp chết luôn. Ây da. Tôi phải chơi vậy mới sống được á mọi người. Tôi có hai viên kim cương mọi người à. Nên tôi làm gì ta, tôi nên làm gì ta. Ôi. Trời ơi, mấy con ong này xuất hiện hoài luôn á, kiểu này sống sao nổi trời. Em phải sao? Để tôi chế tạo kim kim cương mọi người ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, giáp kim cương mà không thể nào chống lại mấy con ong này luôn á, nó chích tôi mà mất quá trời máu rồi nè. No no no, tôi phải đi tìm okay. Cái gì để tôi ăn. Đây thôi, đây thôi. Làm bánh mì, nhanh. Đây. Trời ơi mấy con ong nó bay qua tới chỗ này của tôi luôn mấy ông ơi, nó không tha cho tôi luôn. Tôi còn có nửa máu mà nó không tha luôn. Trời ơi là trời. Tôi giờ chỉ còn chọn cho cả đi luôn nè. Có cà rốt không? Có cà rốt không? Đây đây có cà rốt này, mình ăn tạm cà rốt có được. Có sắt. Wow. Đây đây có cà rốt ăn, có cà rốt ăn rồi. Ăn mình ăn tạm cà rốt đi. Trời ơi hồi máu đi còn có nửa tim mà. Trời ơi mấy con ong nó dẫn qua tới tận đây luôn. Trời ơi từ từ. Không biết mình chưa chui vô nhà mình trốn khỏi nó được không ta? Đây đây để tôi chui vô nhà được, nha. Được. Chui nhà. Ok. Dữ quá. Nó phá nhà luôn.
xem sao gì? mọi người từ nãy giờ chuẩn bị được gì chưa? Tôi chết hoài luôn, không được cái gì luôn nè. Tôi được cái nịch nè ông ơi. À quên nữa mọi người ơi, một tí nữa sau khi hết 15 phút nha thì sẽ có một cái vòng thi nữa, đó chính là vòng thi nó sẽ tê bơi bọn mình tới một cái địa điểm và nhiệm vụ bọn mình á là sẽ phải đánh lẫn nhau để coi ai là người sống sót cuối cùng, hiểu không? Ủa nhưng mà từ nãy giờ mọi người chết bao nhiêu lần rồi nhờ? Tôi chết chắc được 2 lần. Tôi chết một lần một. Tôi từ nãy giờ tôi chết chắc phải 3 lần rồi đó. Trời ơi trời, vậy tôi ít điểm nhất hả trời? Mỗi người là chỉ được 10 điểm thôi đó, mà tôi chưa gì tôi bị trừ hết 3 điểm rồi, tôi còn 7 điểm. Thôi được rồi, tôi đã full máu rồi, bây giờ tôi sẽ ra tôi đấu nhau với mấy con ong này, tôi lấy đồ từ bọn nó. Con ong nè, một con có được gì không? Được gì không? Rồi, con này nè, để coi được gì không? Ui, được vàng, được vàng. Tí nữa tôi sẽ chế tạo táo vàng. Được gì? Ui, ngon vậy? Ê, ngon nha, ngon nha. Trời ơi. Sim được cái gì mà ngon rồi Sim? Kim cương. Kim cương hả? Tôi được full bộ giáp kim cương luôn nè. Trời ơi, kiếm này mạnh quá đi ơi, chém cây một con chết luôn. Oh my god. Nhưng mà mấy con ong này bọn nó đông lắm đó Sim, không dễ đâu. Mày. Ủa bạn ơi, mình giết hết một đoàn luôn á bạn. Đó là vấn đề đó. Thì bạn cứ thu thập đồ đi, một tí nữa đến trận cuối là bọn mình sẽ đánh nhau đó. Để đây, giáp kim cương lượm luôn. Lượm hết. Trời ơi, full giáp. Rồi, kim cương kìa ơi. Sammy đã bị ong đốt chết. Oh my god, xem xịn gì. Đây. Quay xe. Piu, đây. Ôi da, em khá là muốn tội, bây giờ đồ em chịu không thể cỡ ra được á. À, Simmy mặc chung cái bộ đồ mà nó dính vô trong người luôn đúng không? Ôi, ông xuất hiện nữa rồi. Trời ơi, đang chuẩn bị đồ. Ây da, cho đồ ăn đi mấy con ông. Ây da, trời ơi, mấy con ông này mạnh quá. Đâu, đừng đánh nữa, gần hết máu rồi, ông ơi. Ui mà mấy con ông này rơi ra nhiều đồ xịn quá vậy. Ui, mấy con ông này rơi hơi bị nhiều đồ xịn luôn nha. Có gì chị cứ mặc đi, để em đi. À, chị chém em cái đi sao? Chém cái. Oh my god, nhiều đồ vậy. Ê mọi người ơi, cái game này á tính ra là giết mấy con ong này được nhiều đồ ghê luôn á, nhưng mà có điều là thiếu đồ ăn. Đồ ăn đâu, có ăn đồ ăn nè, tôi không có đồ ăn. Rồi bây giờ nha, tôi đang có cái yên ngựa, cái giáp ngựa ở đây, tôi sẽ đi kiếm cho tôi con ngựa chạy thoát khỏi mấy con ong này. Yes. Hợp lý. Bây giờ là không sợ gì trơn luôn mấy bồ trời. Ai nói bạn không sợ? Mấy ong này hơi khỏe nha. Chuyên giáp luôn á. Ủa sao nó đào hang được hay vậy? Ê nó đập tường, bọn nó phá nhà, nó chui vô chỗ Sim được luôn á Sim. Bọn này đâu phải người thường đâu, bọn này là ông quỷ chứ ông gì trời ơi. Hiện tại bây giờ tôi đang có 4 miếng gà với lại 5 miếng thịt cừu. Tôi sẽ đi đào đá để tôi làm thành một cái lò nướng. Ôi trời ơi, tuyệt vời, ngôi làng của tôi cần làng. Ủa sao chị tới làng hay vậy? À lẽ vô đây lỡ có bị mấy ông chích người ta. Mình cũng sợ lắm mọi người. Đang vô trong làng á, bị mấy ông đuổi á, Sam thử trốn vô trong nhà thử đi Sam. A tí nó chịu hồi bên cạnh tôi luôn ông nội. Đừng tưởng tôi khờ. Ơi đào hang, giờ đào hang, trời quỷ, quỷ ơi, đào hang má ơi. Thiếu gỗ rồi, trời ơi. Ê mọi người để ý xung quanh chúng ta toàn là ông luôn không? Đúng rồi. À, sao lát gì mấy má ơi. Trời ơi, bây giờ là tôi phải đào tí gỗ để tôi làm ngay. Ủa sao lát quá vậy? Đào cục gỗ không được. Ê, nó đang lắc hơn như càng nhiều ông thì phải. Trời ơi, đây là một quân đàn ông đang chuẩn bị mình nè. Gì ta tới cắn mình nè mọi người, quỷ thần ơi. Đây, tôi đang nướng thịt, tôi có đồ ăn rồi, tôi sẽ không sợ chết nữa. Bánh mì Sài Gòn, đặt luôn sớm hơn. Tôi, ta sẽ không sợ các người đâu mấy ngầm thúi. Các người nghĩ người làm được gì được ta, hả? Ủa cái ruộng này giống như còn phong cận vô ông vô cái làng đâu vậy? Sao mất hết trơn rồi ta? Có, tôi có thấy cái làng phía trước mấy người luôn mà, tôi lấy hết đồ rồi. Trời ơi trời, ông phải thương nhá. Lá lành đùm nó rách chứ ông lấy hết trơn rồi tôi lấy cái gì tôi ăn trời. Trong cuộc chơi tự chiến lần này là không có mang chuyện tình cảm vô đây, ok. Cái này tình cảm đâu, cái là thương nhau mà sống thôi chứ trời. Em tôi nghĩ cái thế giới này càng ngày càng lát rồi, quá nhiều ong luôn đó rồi, người nó lát banh máy luôn tôi. Hình như là cái thế giới này càng ngày nó càng lát rồi đó, vì tôi thấy là xung quanh đây là đụng nè, coi nè, tôi quýnh mấy con heo 8 tiếng đồng hồ sao nó mới văng ra ngoài. Đúng rồi. Trời ơi, chết rồi lát rồi. Rồi xong, đói rồi xong, viên quỷ ong chuẩn bị xuất hiện, nó chuẩn bị gọi là lần này nó xuất hiện nhiều hơn nữa, lần này chắc phải chục con luôn mọi người ơi. À, tôi thấy rồi. Tôi không thể nào thua được, tôi không thể làm hại được ta đâu. Ây da, nó chết tôi, ây da. Ây da, đông quá, ây da, mà nó đông quá mọi người ơi. Chết tôi rồi, mọi người ơi, đông quá. Trời đông quá. Trời đông quá. Lấy đồ. Bọn nó đông quá, quýt không hết. Ây da, không ổn rồi. Bọn nó đông quá cho nên bây giờ tôi nghĩ ra tôi phải kiếm cái chỗ này đó, tôi núp mới được. Tôi phải tìm cái con ngựa, tôi cưỡi. Trời ơi, nó đang lát, nó đang chịu hồi đó, trời ơi lát quá. Chết rồi, ông càng ngày càng nhiều rồi, giờ số ông còn hơn số người nữa mà.
Thế này là nó sẽ chuẩn bị trở thành là thế giới ông mọi người. Oh my god. Ê, tính ra trong cái thế giới này có full giáp kim cương cũng không giúp được gì luôn á. Mấy con ông nó chết đau thực sự luôn á. Đúng rồi, giờ mấy ông vậy nó thống trị tụi mình nữa bạn ơi. Trời ơi, mình đang sợ là mấy ông nó chuẩn bị nó gì đó, nó lấy những cái mũi ở gì đó. Ê, tôi thấy ai bên kia, đồ xịn của ta. Đồ xịn của ta, để tôi qua tôi lấy đồ coi. Quay. Trời ơi, ông có nội ơi, ai như nhau thôi, đừng có lấy đồ tôi ít đồ lắm. Không, cái cuộc chiến này á, sau 15 phút á là sẽ có một cái màn là đấu với nhau. Người nó ít đồ, người nó thua ráng chịu. Cái trò người ta chơi là chơi phải vậy chứ sao? Sammy đứng lại Sam ơi. Tôi tới chỗ nhiều ông, với tôi đánh nhau với ông luôn. bà đứng lại coi, bà ngon mà đứng lại đi. Tôi ngon gì, tôi ngon. Đứng lại nè. Qua đây em nói chị coi Sam ơi, ra giúp chị coi. Sam ơi. Ok, em sẽ cưỡi ngựa qua cứu chị. Trời ơi, Sam ơi, bà chạy với cái chỗ gì mà toàn ông vậy? Trời ơi. Ngon đánh nhau tới đây nè, tới tôi nè. Trời ơi. Phong cận hả? Hai người muốn solo một mình tôi vậy mấy người. Trời ơi. No, tôi hết. Ăn nè. Chết. Ăn gì vậy? Ăn táo hả? Bây giờ, từ đâu, bình tĩnh mọi người, bình tĩnh, tôi còn cái xe bóng. Mình cứu, vào. Ây là, trời ơi, con kìa đi, mà nhìn thấy thương nha. Leo cao. Trời ơi, hồi nãy tôi mới vừa bị bà Sim, bà Sam bắt nạt. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại để tôi phục thù mấy ông ơi. Trời ơi. Mấy ông này từ, tôi phải đánh mấy ông này, tôi lấy vũ khí mới được. Bây giờ em còn đúng một nửa trái tim luôn. Giờ chị tát em cái em chết luôn á. Trời ơi, cố gắng quá gì. Trời ơi, đi mai là không được luôn á. Hello mèo Simmy. Mèo Simmy. Đồ đâu lụm. Bà Sam. Còn có vài phút nữa là đến vòng chung kết, là vòng đấu với nhau rồi. Bây giờ tôi mất hết đồ rồi. Thì ông gà, ông thua tôi Phong ơi. Ông nghĩ ông này thắng rồi tôi hả? Còn lâu. Mấy ông nhìn kìa, ở bên kia nguyên một đống ông luôn kìa. Giờ chạy qua lượm đồ được không ta? Đây, đang qua lượm đồ. Trời, cái gì mà nhiều quá vậy? Đồ đâu? Trời, cái gì mà nhiều ông vậy? Trời ơi, tôi bị mấy ông bao vây nữa rồi. Trời ơi, cái khu này giống như kiểu nhà của bọn nó vậy đó, đông quá. Em thấy Phong rồi. Chạy đuôi. Trời ơi, coi đúng ông nửa tim kìa. Còn nửa tim. Tôi té chết nữa rồi. Bị gọi là Sim Sam rồi đánh bại thì bị ông đánh bại thôi. Trời ơi, tôi đã bảo rồi, những con này đã quyết định làm bạn với tôi rồi, ông không làm gì được tụi tôi đâu. Nếu như bạn không biết thì hiện tại là chắc cũng khoảng gọi là 2 tháng trời tôi chưa vào lại trong Minecraft. Cho nên là bây giờ tôi đang yếu xìu luôn, tôi đang kiểu gọi là quên mất kỹ năng đánh nhau luôn á. Ông gà nói đại trong ơi, bị đặt cái chữ lâu rồi chưa vô. Mọi người ơi, còn 3 phút nữa là hết giờ nha, 3 phút nữa là đến giờ đấu nhau quá nha. Trời ơi, sao mình có 16 bánh mì vậy? Mì của tôi đó. Trời ơi, của có là của cho mà. Chết được cái kiếm rồi, bây giờ kiếm con này để lấy vũ khí. Ui, lắc quá quên không được. Quân đàn ông, trời ơi, mấy ông. Quỷ thật ơi, nó đang săn lùng mình mấy bạn ơi. Mọi người ơi. Mọi người có bị lắc không? Mấy con ông này làm cho mấy tôi lắc luôn á. Mấy tôi xịn mà lắc luôn á. Trời ơi. Không cần đã bị đếp. Trời ơi, ủa sao vậy? Nó bị ông đốt. Trời ơi, mình đã bảo rồi. Trời ơi.
chơi cái máy tính của tôi nha, là máy tính xịn á, mà tôi chơi cái game này nó còn chịu không nổi, gặp máy tính ai mà cùi cùi chắc nổ máy luôn trời. Máy tính 200 triệu mà chơi vậy mà thì máy tính mình là mình tự tin là chắc chắn trận này mình thắng rồi các bạn ơi, chứ Phong là Phong không có cười đó. Mình tự tin gáy á. Bây giờ là Phong là bị ông đốt liên tục chứ sao thắng được đúng không? Ơi, cái chờ đi, cái chờ đi. Không được rồi, không được rồi. Một tí nữa là đến giờ đánh nhau rồi, tôi phải chạy đến đây để tôi lấy đồ. Ok, tôi chạy vô tôi lượm cái xong tôi chạy ra lại. Ê! Thông thạo quá, thông thạo quá, thông thạo quá. Ok mọi người ơi, chuẩn bị đến giờ rồi nha. 5 4 3 2 Ready. 1 Bắt đầu. Ui, đây dịch chuyển rồi nè, dịch chuyển rồi nè. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Dịch chuyển xuống nước, dịch chuyển xuống nước. Mọi người ơi, từ từ mọi người ơi, tôi còn mấy máu rồi mọi người ơi. Tới lúc chém Phong rồi. Chạy đi, chạy đi. Ủa sao đớp mất cái kiếm rồi, Ở đây, đây cái kiếm. Đừng đuổi tôi. Đừng đuổi tôi nữa, tay tôi đang đầy đi. Bắt mi. Tha cho mình lần này đi mọi người. Mọi người tha cho mình lần này đi mọi người. Tha cái gì? Tha là gì? Nhảy xuống nước trốn. Ông biết bơi không lại tôi không biết bơi. Ấy dạ. Đó. Xíp ơi dù gì chúng ta cũng là anh em. Anh em một nhà. La. Ủa nãy có ai gãy là bị đặt đó là chưa biết như gì đâu là. Ủa thì quay lại đánh nhau như hai người đàn ông dữ dội đi. Đã tôi tiến từ tôi gãy cho bạn từ hai người đàn ông đi. Ủa làm tôi rồi. Đúng rồi. Yeah. Mình trốn rồi, mình trốn rồi. Đi đi đẹp mà. Đặt bơi xa đồ. Ủa thấy hả? Thấy hả? Ông nghĩ ông là ông nghĩ bro lắm á. Tôi là bro mắt được không? Ông chỉ mới là bro thôi. Lên đây. Mày đặt xong rồi. Tôi còn hai máu nữa chơi với bà luôn nè. Mày lên đây. Lắc quá. Không phải gì hết trơn. No, trời ơi, game này cay quá. Game này mình thua ngay từ đầu rồi bạn ơi. No. Ngõ cái đầu. Còn có 1/2 team mà mình nãy giờ chưa chết nữa. Ủa, đâu người ta? Cố lên. No, đừng sao mà. Ngõ cái đầu. Tôi sắp chết rồi sao mà. Cho ăn đó, đứng nghe cho ăn đó, cho ăn đó. Cho ăn, quýnh tôi cho ăn hả? Được rồi. Chạy đi Phong. Lượt Sim với Sam đấu với nhau á, đấu đi. Sam à, chị đã sẵn sàng với cuộc chiến tử thần này chưa? Một là sống, hai là thành ông. Chị biết trên game mình rất là keo sơn đó, rất là keo. Nhưng mà chúng ta phải chiến đấu thôi em ạ. Cày á, mình thua ngay từ đầu bạn ơi. Ê, tính ra là này là tôi bị bắt nạt. Bánh mì. Hơi. Ê, Sim mạnh lắm luôn á. Sim mạnh lắm luôn á. Sim mạnh lắm luôn. Hơi ơi. Trời ơi. Hơi. Đó, Sim. Đánh Sim bắn lên cây luôn. Ông kia chạy trước đi. Đánh Sim bắn xuống đó. Ê, đánh trong ngoài tứ thế. Ui, đánh Sim bắn lên cái cây. Em đang thấy chị bay nhiều vào lắm vô cũng sao. Simmy, Sammy bây giờ nha. Phong đang quay hai người nè. Bây giờ bạn Esther dùng cam của Phong thôi. Đó. Nếu như một trong hai người ai chiến thắng thì sắp tới chuyển nhà mới, Phong sẽ tặng cho một con mô hình siêu bự. Trời ơi, mô hình Sammy đào được không? Quá đã luôn đúng không? Được, quýnh đi. Thôi quý vị, từ stop. Được ở đây. Bây giờ, lâu quá bây giờ chị với em cởi ra còn cái quần, còn cái mũ với cái này cho nhanh đâu. Đúng rồi, lâu quá. Rồi ăn lại cái nè. Ủa đánh luôn cho ai cho ăn, chơi gì kỳ. Trời ơi, người ta công bằng chứ ông nội. Công bằng ông nội, bây giờ mình tìm chỗ là đẹp đẹp, mình đánh nhau là rồi đánh luôn cho chuẩn bị chưa. Lắc rồi, đã đen lắc rồi, đánh luôn đi. 1 3 Vô! 1 3 Trời ơi, Sim đâu rồi? Sim đâu rồi? Trời ơi, mọi người biết không? Mọi người đang bị lắc game á, cho nên tôi coi mọi người nãy giờ chém dịch chuyển như Yasuo vậy. Tôi bây giờ tôi cũng vậy, tôi phải vậy bén như Yasuo vậy, tôi đâu có thấy gì đâu ông nội. Simo thả nấm. Simo thả nấm à. Sao mới đào Yasuo? Sasa! Hatsuki! Simo sao tay bay quanh trái rồi, bên kia nó có giữa, chị không thấy cái gì hết trơn Simo ơi. Đánh nhau đâu, Simo đi,
Rồi chuẩn bị nha, một cái ba. Xin chúc mừng Sammy, Sammy đã là người giành chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay của chúng ta. Phải cái dừng miệng không? Có lý do hết trơn. Và phần thưởng cho cái sự chiến thắng này, như mình đã nói hồi nãy, mình sẽ tặng cho Sam một con mô hình thật là bự ở trong nhà mới. Ok. Thôi nói chung là game này chơi chẳng qua bởi vì là tôi lâu quá tôi quay lại Minecraft tôi mới thua thôi, hiểu không? Không ơi, chơi gà nói đại đi mệt quá à. Ok anh ơi, mà coi như video mình ở đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và trận này Sammy là người giành chiến thắng. Hơi cay xíu nhưng mà thôi không sao các bạn ạ. Cố gắng chúng ta sẽ chiến thắng ở những game sau nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.